Tại Cô Gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái. Thì nay trưa anh thủ quay cho anh em coi mấy cặp chim ha. Thái đen dòng mồi nha. Đây thái đen dòng mồi nè. Con cha bị gãy chân nhưng mà cũng đập mái tốt ha, từ cặp con ha. Cũng dữ lắm á, nết dữ dữ lắm á. Bố mẹ bự con nha, nhưng mà ra con thì cũng chưa đạt lắm. Mình coi chân cẳng là ok. Bố nó dòng đá lộn cũng tốt lắm, rồi lội chân luôn à, chán ghê á, cứ nằm ổ mà bị dày ha. Thương phế binh này không biết còn lẻ hay không ấy nữa. Anh em nào đúc được thì để 200.000 ha, này về đúc xong rồi anh em sẵn sửa chân luôn nha, tại đi đi làm riết cũng không có thời gian đâu, nên anh em nào ấy thì lấy về sửa chân em để 200 ha, về đúc chơi. Bố mẹ nó cũng bự con á. Đèn máy nè. Phá quỷ thấy mình ra ỉa cho mình đóng chứ. Rồi. Đây là sắm bông nè. Sắm bông thì không tin tưởng nên là đưa xuống đây thì nở đừng con, còn trứng này hư rồi, lẻ hư rồi nè, bởi pháp ấp cũng chưa chắc đừng con lẻ. Nhiều khi bông được cặp bông đây, quay mấy cặp con cho anh em coi ha, chơi chơi thôi. Rồi cái này điềm điềm này chắc ghi ra hai con hai con trắng quá, này giờ chưa thấy chân lông chưa biết được, nhưng mà khả năng ra trống ra màu trắng quá. À, đây là cu pháp ấp cho cu thái nha anh em. Đó. Thì nó phải ít nhất là trên lệch khoảng 3 ngày đủ lại thôi nha. Giả sử như đây cặp này là 08 này là đang đẻ, thì có thể là hôm nay nó đẻ, thì cu pháp này có thể là đẻ trước hoặc đẻ sau nó 3 ngày thôi nha. Đó, anh em căng rồi, em thấy cỡ khoảng 3 ngày đủ lại thôi, chứ con cu pháp mà nó ấp lâu quá thì nó cũng không ấp nữa đâu, mà nó ấp sớm quá là không có sữa nhiều. Giả sử như đây là nó ấp, đây là nó gần nở rồi nè, mà nó bỏ ấp, cái anh em nói đưa cho cu pháp ấp, đến khi chim con nở ra là con cu pháp nó chưa có sữa nhiều, nó hình thành cái sữa nhiều trong bầu nhiều, nó đâu có mớm cho con nó được đâu. Nó tầm 3 đến 4 ngày đầu là nó mớm bằng sữa nhiều nha, rồi những ngày sau đó thì nó mới bắt đầu mớm cám cho con nó ha, anh em cân nhắc ha. Rồi đây cặp vân hoa đỏ tim nè, 500.000 ha, cũng sắp biết ăn nè. Cặp này thả AV thì tuyệt đẹp luôn. Rồi đó cặp này em bán 1.3-1.5 triệu là bình thường, cách đây cỡ 2 năm bao nhiêu giờ thì qua rồi, kể bán giá thị trường bây giờ thì 500 được rồi. Rồi đây con lẻ luôn ha, lẻ lẻ này thì không có tật lỗi gì nữa, giờ chân cẳng luôn. Ok. Đó. Câu này thì tí nữa em kèm với cặp vân rồng bông ở ngoài kia ha. Năm xị luôn cho anh em bắt cho lẹ. Rồi đây, cặp này 500.000 ha. Cái này thì cặp này đúc thì hơi nhát rồi. Này để biết ăn anh em bắt cho dễ. 500.000 ha, ra cặp bông đẹp luôn. Lâu lắm rồi luôn á, ghép lâu lắm mà giờ mới được ra cặp bông đẹp á. Thế từ cái này cặp phải 15 ngày nữa bắt là vừa. Đây, đèn ấp. Rồi, cặp hậu nè, sắp để lại. Cặp này thì không có tin tưởng nó lắm. Rồi, hai trứng hả? Hai trứng là phải kiếm cặp pháp nào mới để tráo cho nó luôn. Cho nó ngu lắm.
nắp vài bữa nó có phôi cái lôi trứng là nó dục rồi. Rồi đây cặp này thì gửi cho anh trai ở Gành Hào nè, cũng sắp biết ăn rồi, bay rượu đó. Bữa nuôi cho cô Pháp kia, nuôi cặp Pháp kia nuôi mà thiếu chất, nó ăn quá, ăn hết lông rồi, giờ đủ lông rồi, sắp đủ lông rồi đó. Chuẩn bị bữa sau gửi cho anh trai ở Bạc Liêu đó. Còn cặp này thì tốc độ khổ bầu rồi, cũng có chốt cho chú Quang ở ở Bến Xe An Sương ha, ngã tư Gò Mây Bến Xe An Sương. Rồi anh em xem kỹ lại ha, con này nha, con lẻ này với cặp Vân Đồng Bông này ha, đó 500.000. Anh em nào thích thì xúc tiến thương mại thôi ha. Cặp này thì đúc ok rồi, với con lẻ kia 500 nha. Anh em đúc sớm, đúc lúc làm ống thì dễ đúc, nó mới chuẩn bị nhảy ra tổ rồi thì khó đúc lắm. Cặp này thì 500.000 ha, tổng thì vô địch thiên hạ rồi. Cặp con nè sắp biến ăn, cặp này thì bán nhiều người rồi, bán hồi chơi rất tốt luôn. Con này con trống à, thường thường ta nói mấy con trống hay dí, nó hay dở cánh lên lắm. Tranh thủ khoảng mấy ngày nữa bắt tách ra để cho nó bố mẹ nó đẻ chứ, để nuôi con ấy. À, sắp được thêm cặp nữa ha, sắp có lúa nữa. Rồi anh em xem vui ha, anh em ưng cặp nào thì anh em chốt đơn nha. Đó, cứ gọi cho em ha. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Hẹn anh em ở clip tiếp theo. Bye bye.